Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn món gà tiềm thuốc Bắc hay còn gọi là gà hầm thuốc Bắc. Món này thì cực kỳ dễ làm, dùng để bồi bổ cơ thể mình thì rất là tốt. Mình mua ở đây một con gà tre, mình đã về rửa sạch với nước muối, chuẩn bị thêm một củ cà rốt, một củ sen, một ít nấm hương và một gói thuốc Bắc. Gà mình đã rửa sạch, bây giờ mình đem đi chặt miếng. Gà mình chặt miếng hơi to, sau đó ướp cùng với một ít hạt nêm, một ít mắm. Mình đảo đều để tầm 15 phút cho gia vị được thấm đều vào thịt. Phần cà rốt và củ sen mình đã rửa sạch và thái miếng vừa ăn. Nấm hương thì mình đã ngâm và rửa sạch lại. Mình bắt gà lên bếp và bật lửa lớn, xào gà sơ cho gà săn lại. Sau khi gà đã săn lại rồi thì mình cho nước ngập gà và sau đó mình hầm. Gà sôi lên rồi mình bớt bọt ra nha các bạn. Mình hầm tầm 15 phút rồi sau đó mình sẽ cho cà rốt và củ sen vào trước. Sau khi cho củ sen và cà rốt vào, mình đun thêm 5 phút. Sau đó cho vào đây một ít đậu hành và cho hết phần thuốc bắc vào. Mình đậy nắp nồi lại, sau đó hạ xuống lửa nhỏ, hầm thêm 30 phút nữa. Món gà hầm thuốc bắc này mình có thể dùng làm canh luôn, ăn cùng với cơm. Hoặc cũng có thể mình hầm dành cho những người mới vừa ốm dậy, bồi bổ cơ thể. Sau khi mà gà đã hầm thêm được 30 phút rồi, thì mình cho hết phần nấm hương vào. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn nha các bạn. Mình rắc vào đây thêm một ít hành lá và tắt bếp nha. Xong rồi mình cho gà ra một cái bát. Thêm vào đây cọng ngò rí cho thơm. Vậy là mình đã làm xong món gà hầm thuốc Bắc hay còn gọi là gà tiềm thuốc Bắc. Món gà hầm thuốc Bắc này thường thì chúng ta ăn lúc nóng sẽ ngon hơn nha các bạn. Mình chuẩn bị thêm một đĩa muối tiêu mà các bạn dùng cơm cùng nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video tiếp theo nha các bạn.